cậu có lẽ bị ruồng bỏ trong lớp học. Cả thế giới dường như ghét cậu. Nhưng mà ngoài trường học thì mọi thứ lại khác đấy. Ồ, cậu là một siêu sao chính hiệu. Mana Hantana biết mọi thứ về sự nổi tiếng. Nhìn kìa, là cậu ấy đó. Thánh đường nào. Ôi trời, các cậu ấy không nhận ra mình nữa rồi. Tất nhiên là không rồi. Mình nên đi thôi. Cậu ấy tuyệt quá đi mất. Mình xỉu mất thôi. Trả đây, đó là của mình mà. Còn lâu nha, để xem ai thắng nào. Oh yeah, của mình rồi nha. Lấy đi, cậu cầm nhầm người rồi. Mana Hantana, mình rất vui khi cậu đến đó. Trông cậu đẹp lắm. Cậu muốn ăn gì không? Mình nói thật đó, không thể tin được. Đúng là đỉnh của chóp mà. Ồ, không không, xin lỗi nha, mình quay lại ngay. Điều này thật tuyệt vời, mình may thật. Bài kiểm tra hôm nay rất quan trọng nha các em. Mình đến rồi đây, em xin lỗi cô. Cô nói tiếp đi ạ. Không, là yêu vương, chẳng đúng lúc gì cả. Em xin lỗi ạ, em cần phải đi ra ngoài một lát đây. Mình đến đây, mong là cậu đã không quá nhớ mình ha. Wow, cậu quay trở lại rồi. Thật là cơn ác mộng mà. Có vẻ như cậu sẽ phải ngồi một mình ở đây thêm một chút nữa đó. Sẽ không quá lâu đâu. Không sao, mình sẽ đợi cậu. Mình nghĩ là mình đến rồi. Được rồi, cơ hội của mình đây nè. Cô ơi, em có câu hỏi này ạ. À, tất nhiên rồi. Ồ không, lại là cậu ấy nữa. Hy vọng sẽ chẳng ai để ý gì cả. Lạ thật á. Cậu ấy cứ đi đâu vậy nhỉ? Xin lỗi nha, tại gấp quá à. Mình không có thời gian giải thích cho cậu hiểu. Cậu bị làm sao ạ? Kính ưng, mình không biết là cậu bị... À, mình quên mất, không có gì đâu. Mình ở trong nhà hát của trường ấy mà. Chỉ là sở thích thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Hôm nay, Cindy sẽ phải kiểm tra dây thần kinh của cậu ấy. Không phải ngày nào cậu ấy cũng đến một chương trình tìm kiếm tài năng cả. Xin chào ban giám khảo. Cháu là Cindy, là một học sinh bình thường ở trường trung học ạ. Được rồi, bắt đầu nào. Không tệ nhỉ, mình thích cô bé này. Có cái gì đặc biệt ở con bé? Để xem mọi người sẽ nói gì về điều này đây. Ban giám khảo sẽ bị giật mình luôn. Triển thôi, đúng là cơn ác mộng mà. Kinh quá đi. Chuyện gì vậy? Âm thanh gì thế này? Không phải như mọi người nghĩ đâu. Mình không hiểu. Có vấn đề với micro của mình rồi. Ô không, ghê quá đi. Tắt nhạc đi nào. Không thấy được. Đừng làm vậy mà, điều này không liên quan đến cháu. Tai của mình. Mình không chịu được nữa rồi. Thật không công bằng mà. Đấy đâu phải lỗi mình. Ở trường chán chết đi được. Sẽ vui hơn khi mà hát đó nha. Giữ vững phong độ nào cô gái. Wow, là bài của Mana Hantana mà. Và âm thanh này cũng giống với cậu ấy nữa. Không thể nào, là Cindy mà. Nhỏ mọt sách này hả? Lạ thật, mình không hiểu. Xém nữa là tiêu đời rồi. Mình phải cẩn thận hơn mới được. Xếp chút nữa. Yeah, Cindy, cậu sẽ gặp rắc rối mất thôi. Được thôi, chắc chắn mình sẽ tìm ra. Không, cậu ấy đang giấu điều gì đó. Mình không thể nhầm được đâu. Mình biết mà, là cậu. Không thể nào. Bí mật của Cindy có bị lộ không đây? Chúng mình phải sửa thôi. Mình hy vọng cậu ấy sẽ không nhớ gì cả. Bye bye. Mình đã có đầy đủ của cậu ấy rồi. Chúng mình nên dạy cậu ta bài học đi. Cậu không sao chứ? Mắc cười quá đi mất. Này, chuyện gì vậy hả? Này, lên đây nào. Ô không. Ô, Cindy, là tại cậu hết đó nha. Nhanh nào, để xem em có còn nhớ công thức mới hay không. Xin lỗi thầy, khó quá ạ. Đó, thầy biết mà. Cindy, em làm được chứ hả? Trèo lên khỏi cái ghế đi nào. Vâng, chắc rồi ạ. Em lên bảng nha thầy. Được rồi May. Lại là nhỏ Cindy đó. Em trình bày được chứ thầy. Khóa học là ngành khoa học tuyệt nhất. Tất cả chúng ta được tạo ra từ vật chất. Hay lắm, thật là tuyệt. Về chỗ đi nào. Thầy cho em điểm A nha. Đã quá đi. Mình nghĩ cậu ấy xứng đáng một cú đá thật mạnh. Đúng vậy, như là một phần thưởng vậy. Tuyệt lắm, cô nàng trông rất vui. Hôm nay là ngày đầu May đi làm. Tệ thật, chẳng có khách nào đến cả. Wow, vị khách đầu tiên đây rồi. Xin chào, mình muốn order.
Ồ không, là con nhỏ mọt sách đó. Chào, cho mình một cái hamburger nha. Ừ, thật á, có người nào đó đang bị đói. Và một lon nước ngọt nữa. Thật sự thì chẳng tốt cho cậu đâu. Cậu chưa bao giờ nghe về đồ ăn lành mạnh nè. Mình không biết nữa, chúng mình hết món tráng miệng rồi. Nhưng mà cậu phải chờ đó nha, mình còn nhiều khách lắm. Không có tác dụng rồi, mình phải biến hình thôi. Cậu ấy muốn nước ngọt à? Mình cá là cậu ấy sẽ chẳng để ý gì đâu. Wow, không thể nào. Thật sự là cậu đó à? Đợi một lát nha, mình sẽ đổi vài thứ. Mana Hantana, sao không ai tin mình cả? Cho mình xin chữ ký được không? Đi mà. Ở đây này nha. Mình không biết đâu, nếu nó nhanh. Mình mong vậy là xong rồi. Mình muốn ăn. Tuyệt vời, mình không tin được. Cứ như mơ vậy. Đến lúc mình phải đi rồi. Không không, mình không lấy đâu mà. Cứ như ở nhà nha. Nhưng chụp với mình nè. Chỉ một tấm thôi. Đẹp quá. Wow, có phải là mê không vậy? Mình sẽ chẳng bao giờ được thấy điều này nữa đâu. Chào, cậu ổn chứ? Ôi, chào cậu, mình ổn. Cậu đọc gì đó? Quyển này hay lắm nè. Ồ, chuyện gì thế này? Cậu ấy bắt đầu tự tin vào bản thân mình rồi đó. Ồ không, quyến rũ con trai chỉ dành cho những ai nổi tiếng thôi nha. Chào, có lẽ cậu nên kể mình nghe về cuốn sách đó. Đợi một lát nào, mình nghĩ mình nên giúp. Hả? Nhưng mà chẳng công bằng. Cảm ơn cậu nha, ngọt ngào chết đi được. Lỗi của cậu cả đấy. Cậu ấy đẹp trai quá đi thôi. Cuộc sống của một ngôi sao không phải lúc nào cũng như mơ. Cậu không thể nào trốn khỏi các tay săn ảnh cả. Nhìn kìa, là cậu ấy. Nhanh lên nào, chúng ta phải bắt được cậu ấy. Mana Hantana, chỉ một tấm ảnh thôi mà. Đến lúc phải hóa trang rồi. Hay lắm. Ở lối này, chẳng ai nhận ra mình đâu. Cậu ấy đâu rồi ta? Có ai thấy cậu ấy đi đâu rồi không? Đi nào, chúng ta phải bắt được cậu ấy. Trông dữ dội quá. Mình đoán mình cắt đuôi được rồi. Mình bắt được rồi nha. Giờ mình hiểu rồi. Ngôi sao nhỏ bé của chúng ta đây rồi. Ô ô ô, thú vị rồi đây. Dường như đã đến lúc ai đó phải thú nhận rồi. Đợi chút nào, mình đoán có gì đó thú vị ở đây. Để xem, bộ tóc giả này là của ai đây? Không thể nào, chỉ là một em búp bê thôi á. Xin đi mang búp bê đi học, không tin được mà. Mình thích em ấy lắm á. Yeah, xem chút nữa. Hôm nay là sinh nhật của Cindy. Tệ thật, mình phải đón sinh nhật một mình. Ôi, chẳng ai đến cả. Được thôi, cũng dễ để thay đổi mà. Được hơn rồi này. Mana Hantana có rất nhiều bạn bè. Người nổi tiếng luôn tạo nên những điều thú vị. Ồ, thật à? Dĩ nhiên là không rồi. Mình chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao cả. Cơ hội đây rồi, đến lúc phải cho mọi người biết sự thật thôi. Mọi người nhìn nè, Mana Hantana không giống những gì cậu ấy kể đâu. Ồ không, tóc của mình. Wow, đúng là pha lật ngược mà. Thật là điên rồ. Thôi rồi, các cậu ấy sẽ tìm ra sớm thôi. Người hâm mộ sẽ thích điều này lắm đây. Hãy nói gì về tình huống này đi nào. Này, các cậu làm gì vậy? Cô nàng này đã lừa gạt mọi người mà. Tỉnh lại đi, đấy không phải ngôi sao thực thụ đâu. Xin đi, cậu cho mình chữ ký được không vậy? Mình nữa, mình hâm mộ cậu lắm á. Cậu trông đẹp hơn với đôi kính này đó. Được rồi, nếu các cậu thích. Cuối cùng thì mình cũng được sống cuộc đời của riêng mình rồi. Các bạn thích câu chuyện che giấu danh tính của chúng mình chứ? Theo các bạn, Cindy sẽ phù hợp khi đóng vai nào hơn? Hãy nói cho chúng mình biết ở bình luận nha. Hãy nhấn like video, đăng ký kênh và nhấp vào chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào về trường học từ kênh Trum Trum Select các bạn nha.